sinh con trai cho chồng tỷ phú, vì sao Bạch Tuyết chọn sống một mình tuổi 80 trong hoàn cảnh khó tin? Bà đã từng trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng đều đứt cánh giữa đường. Người chồng đầu tiên của Bạch Tuyết là danh thủ lừng danh Phạm Huỳnh Tam Lang. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đau đớn chia tay dù vẫn còn rất yêu nhau. Tôi không hiểu tại sao ở với nhau nhưng hai đứa mãi không có con. Bà cho biết nhà chồng rất tốt, chưa một ngày làm dâu. Dù không ai nói gì nhưng tôi biết áp lực con trưởng cần có cháu nối dõi nên tôi đã chủ động rời đi để cho anh làm chọn đạo hiếu. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết tâm sự. Sau này bà đã bén duyên với một chàng trai Việt quốc tịch Pháp, may mắn sinh được con trai đích tử. Ban đầu, Bạch Tuyết không hề biết ông là một tỷ phú vô cùng giàu có. Tuy nhiên chuyện của hai người cũng tan vỡ. Hiện tại con trai của Bạch Tuyết đang định cư tại Mỹ, còn bà sống một mình tại Việt Nam, lấy đam mê cải lương làm nguồn vui mỗi ngày. Nhiều lần con muốn tôi sang Mỹ định cư hưởng tuổi già, nhưng tôi chỉ muốn ở quê cha đất tổ. Một ngày con sống là một ngày làm nghề. Bạch Tuyết cảm thấy may mắn vì luôn có con thông cảm cho mình. Bà thừa nhận từ nhỏ đã không dành nhiều thời gian cho con trai vì lịch diễn vô cùng dày đặc. 14 tuổi, anh Valery Baudin bảo Giang đã đi du học tại Singapore. May mắn rằng anh Giang luôn luôn hiểu cho mẹ. Vài năm trở lại gần đây do bận rộn nên mẹ con ít gặp nhau, tuy nhiên vẫn thường xuyên gọi điện video mỗi ngày. Hiện tại, anh làm việc trong một tập đoàn khách sạn nổi tiếng tại Washington của Mỹ. Tại tuổi 78 một mình, nữ nghệ sĩ không hề cảm thấy đơn độc mà vô cùng biết ơn cuộc sống. Ban ngày tôi được làm việc cùng với những người trẻ và giàu năng lượng. Tối về tôi gọi video sang Mỹ, trò chuyện cùng với con và ba cháu nội. Cứ như thế tôi chưa bao giờ biết cô đơn là gì. Vì ở xa nhau nên tôi cũng không là mẹ chồng, cư xử với con dâu rất văn minh. Bạch Tuyết tâm sự. Bà khiến cho nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc đằm thắm và trẻ trung như tuổi 50. Bạch Tuyết tiết lộ rằng mình chủ yếu ăn rau củ và ngồi thiền đã được 40 năm. Bà sống trong một căn biệt thự rộng lớn khoảng 1.200m², là một khu nghỉ dưỡng biệt lập với tông màu trắng chủ đạo, có hồ bơi và có vườn xanh mát. Bên trong có một tượng Phật Di Lặc lớn, trang nghiêm và an yên. Tôi luôn sẵn sàng nhắm mắt khi ngủ để có thể ra đi trong đêm. Bà cho biết, dù đã gần 80 nhưng Bạch Tuyết vẫn học thêm tiếng Anh mỗi tuần. Thỉnh thoảng, bà sẽ đọc thêm những công trình nghiên cứu khoa học mới. Nếu không học, đầu óc tôi sẽ bị mốc, bà nói. Được biết Bạch Tuyết là một nghệ sĩ có học vấn xếp hàng cao nhất nhì trong showbiz Việt. Khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, rất nhiều show diễn, nhiều tiền tài, bà đã quyết định rẽ ngang đi học luật và học ngữ văn. Bà tốt nghiệp khoa đạo diễn tại Viện Hàn Lâm Sân khấu và Điện ảnh tại Sofia. Năm 1995, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Anh Quốc và trở thành tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2012, nghệ sĩ Bạch Tuyết được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Về mối quan hệ với chồng cũ, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết trải lòng. Ở cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi không chê anh ở điểm nào. Chồng cũ của tôi khi đó là một bậc trượng phu, sống rất đàn ông và rộng lượng. Khi cưới anh Tam Lang, tôi thú nhận tôi không biết làm gì ngoài hát. Thời gian chia tay, hai người vẫn còn rất yêu nhau, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết suy sụp đã từng muốn đi tu. Sau đó, danh thủ Tam Lang tái hôn và có một người con. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết quyết định tránh mặt chồng cũ để cho gia đình ông được yên bình. Ngày đó tôi quá nổi tiếng, báo chí liên tục săn đón và đưa tin. Nếu tôi gặp lại anh ấy mà bị báo chí đưa tin lên thì tôi sợ gia đình anh ấy cãi vã. 3 tháng trước khi mất, anh Tam Lang xin phép gia đình cho đến thăm tôi để gặp tôi một lần rồi chết. Đó cũng là lần gặp đầu tiên kể từ ngày chúng tôi ly hôn. Tôi nghĩ chúng tôi đều đã già hết rồi, có gặp nhau cũng chẳng sao. Sau đó 3 tháng, tôi nghe tin anh Tam Lang mất. Tôi không hối hận và cũng không đau khổ gì hết. Người chồng thứ hai của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết tên là Jacques Le Duc, quốc tịch Pháp. Ông có đến 2 bằng tiến sĩ kinh tế ở Pháp và tiến sĩ luật học tại Hà Lan. Điều đó làm cho bà vô cùng ngưỡng mộ. May mắn Bạch Tuyết sinh được con trai khi 29 tuổi. Lúc mới gặp gỡ, anh ấy buông lời làm cho tôi bực tức. Cô là người quá tên tuổi trong lòng công chúng nhưng trình độ thì chưa xứng đáng với cô. Tôi muốn tạo điều kiện để cô lấp đầy khoảng trống kiến thức đó. Nghe xong tôi choáng váng vì cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, thấy anh thẳng thắn và nói rất đúng. Bà kể, sau khi quen nhau một tuần, hai người đã gắn bó và sống với nhau 6 tháng thì bà biết rằng ông là một tỷ phú. Ông ấy tự mua villa, tự sắm sửa mọi thứ rồi dẫn tôi lại, hỏi rằng có chịu ở đấy không. Không ngờ tôi phát hiện mình có bầu. Ngộ quá, tôi nói với ông ấy rằng tôi không có ý định thế này. Thế là ông ấy bảo tôi bớt chảnh cho trời thương. Sau khi sinh con xong, tôi mới nói với ông ấy rằng chuyện có con là bất ngờ chứ không phải thấy ông ấy giàu mà tôi làm như vậy. Tôi nói với ông ấy rằng tôi rất thích làm single mom. Bà bật cười nhớ lại. Bạch Tuyết sống cùng với nhà chồng 30 năm tuy nhiên không nhập quốc tịch Pháp. Con trai định cư ở Mỹ, bà cũng không nhập tịch vì muốn chọn là người Việt Nam cống hiến cho cải lương.
Sau lần ly hôn thứ hai, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết vẫn luôn cảm thấy may mắn khi gặp được người chồng này, bà gọi thân thương là anh Ba Đức. Ông giúp cho bà có con và biết được giá trị của trí thức. Về lý do chia tay, bà chỉ kể rằng rất nhẹ nhàng và văn minh, hai người vẫn liên lạc nói chuyện như những người bạn. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã từng 3 lần tự tử nhưng may mắn được cứu. Tuy nhiên bà tâm sự không phải là vì buồn chồng, cũng không phải là buồn chuyện ly hôn. Mẹ mất khi còn nhỏ, tôi đã không còn muốn sống nữa rồi. Tôi cảm thấy cuộc sống này mong manh quá, ranh giới sống chết không ai quyết định được, thế thì sống để làm gì? Tôi cũng chán vì thế giới này rất bất công, kẻ mạnh ăn hiếp người yếu, người lọc lừa ăn hiếp kẻ ngu xuẩn. Tôi bất lực trước cuộc sống này và không muốn sống trong một xã hội như thế, vì vậy cả 3 lần tôi tự tử đều cùng một nguyên nhân. Bà nói, nữ nghệ sĩ vô cùng hạnh phúc khi nhắc về cậu con trai duy nhất của mình. Bạn ấy rất đàng hoàng, khi học lớp 10 đã thi đậu 3 trường đại học ở Mỹ mà không cần phải trải qua lớp 11 và lớp 12. Trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết hiện tại tận hưởng cuộc sống an nhàn tại tuổi 80. Bà sinh năm 1945 tại Châu Đốc, An Giang, lên sân khấu lần đầu tiên năm 1962 với vai cô lái đò của vở Lá Thắm Chỉ Hồng của soạn giả Điêu Huyền. Năm 1963, Bạch Tuyết đã được trao tặng huy chương vàng giải Triển Vọng Thanh Tâm trong vai người vợ bé trong kịch bản Tàn Một Kiếp Hoa của tác giả Trọng Nguyên. Năm 1965, trong vai Lê Thị Trường An ở vở Tuyệt Tình Ca, soạn giả Hoa Phượng Ngọc Điệp, Bạch Tuyết đã tiếp tục nhận huy chương vàng của giải Thanh Tâm dành cho diễn viên xuất sắc. Bà được giới báo chí lúc bấy giờ phong tặng danh hiệu Cải Lương Chí Bảo. Nữ nghệ sĩ đã tìm hiểu và cập nhật các xu hướng, các thể loại âm nhạc để nắm bắt rõ tâm lý và suy nghĩ của người trẻ hiện nay. Việc thực hiện những sản phẩm âm nhạc với hình thức tân cổ hay tạo ra phiên bản vọng cổ cho bài hit không ngoài mong muốn mang đến cách tiếp cận mới cho cải lương đối với những giới trẻ. Ngoài ra, nhờ vào việc học thiền, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết có một lối sống lạc quan và sống vì mọi người. Bà tích cực đi từ thiện trong nhiều năm vừa qua. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết được biết là một trong những nghệ sĩ cải lương tiên phong lập kênh YouTube và có nền tảng mạng xã hội để lan truyền tinh thần tình yêu thương cải lương cho giới trẻ. Các clip trên kênh YouTube của nữ nghệ sĩ gạo cội tuy lặng lẽ hơn những MV vào top trending hay là đạt chục triệu view của những tên tuổi hot hit đương thời hay là của giới trẻ, song những gì mà bà thực hiện lẫn thể hiện lại mang giá trị không hề nhỏ về bộ môn nghệ thuật truyền thống. Chắc do tôi học và hành thiền trên dưới 40 năm nên tôi vẫn ok la so với tuổi sinh học. Nhưng không vì thế mà mình chủ quan, sống và làm việc với tâm thế, hôm nay là ngày cuối cùng được sống và trả ơn cuộc đời. Chính vì vậy lúc nào tôi cũng luôn nạp đầy năng lượng và sẵn sàng với mọi việc. Có lẽ vì vậy mà khán thính giả nhận thấy và yêu thích. Xin một lần nữa cảm tạ tình yêu thương của quý khán giả gần xa đã nâng niu và yêu quý bộ môn nghệ thuật cải lương Việt Nam. Trong đó, tôi xin dành tình yêu đặc biệt cho anh chị em nghệ sĩ một cách trân trọng. Bên cạnh đó, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng nói về quan điểm làm nghề và quan điểm cuộc sống khi ở độ tuổi 78. Cái thời 20-30 tuổi và bây giờ không khác nhau gì hết. Thời đó tôi trẻ người non dạ nên nông nổi nói những điều mà mình muốn nói, đôi khi quá chân thật nên nhiều người khác buồn. Nếu được làm lại tôi sẽ tự nhủ, mình cần phải thay đổi. Đây lại là bản tính trã sinh mẹ đẻ của tôi, thấy cái gì không đúng thì phải nói khiến cho người ta buồn bực. Có một cái lỗi đó thôi thì cũng không sửa được thì chẳng có tư cách gì để sửa đổi thế giới này. Từ đó tôi thấy mọi người đều tốt hơn tôi. Xin cảm ơn tất cả những chia sẻ của cô Bạch Tuyết. Mến chúc cô Bạch Tuyết sẽ luôn luôn vui khỏe và tràn đầy năng lượng, cống hiến cho nền cải lương Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe kênh tin tức Lòng Lành Ngoài Niệm. Hãy cùng để lại những comment, ý kiến hoặc là đóng góp cho kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.